rỗi nhà tập đất. Ổng về kiếm kèo để thử cái vỗ nổi này mà chưa có luôn. Đi hổng về 2 tuần nay không có cái video nào hết. Mẹ Malai, cha Việt. Con còn lẻ và đang đẻ ấp 2 trứng. Quay chi tiết cho cả nhà coi chơi ha. Con lẻ. Ai cần thì em chia luôn. Chim con hay chim sinh sản gì cũng chia hết á. Giá hợp lý thì lên đường. Rồi cặp này là mẹ Malai, cha Việt nha cả nhà. Đây con bói kèm. Rất là ok ha. À. Bó này dụng thổ. Bó này nuôi cũng lâu rồi. Lông hình quy tốt. Đó. Quay chi tiết cho cả nhà coi. Tiếp theo đây là một cặp cha Malai, mẹ Malai. Mẹ đây. Cha đây. Hai chim con. Cần cha mẹ hay là chim con gì cũng bán hết trơn á. Nói chung là hợp lý giá là lên đường thôi. Mẹ, cha rất là bự con ha. Cha bắt bội tốt. Ghép sinh sản. Con đẻ cho chim con rất là đạt ha. Cặp này đẻ rất là đạt. Cặp chim con này là con của cặp mới quay mẹ Malai, cha Malai. Cặp này khoảng 5 tháng. Chuẩn bị đẻ. Giá hợp lý thì cũng ra đi luôn. Đây là Malata. Gáy gỗ ok ha, đang tập đất lai rai. Con này về tập đất ngon anh em. Chim tiếng tốt. Ở nhà cần thì liên hệ số điện thoại tiếp em. Con khách bữa hổm thì cũng chưa có bán được. Còn đây, cả nào nhà nào cần khách là liên hệ em. Con này khách cứng nha. Gặp là bo, gặp là bo, gặp là bo. Chim Việt mà kèm dữ lắm. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video. Mấy bữa nay đi gác không có cu cả nhà. Rồi, chào cả nhà.